Vâng, xin chào các bác. Cửa hàng Minh Audio Hà Đông lại lấy về được một lô loa lời trông như một ngọn núi đây, để phục vụ các bác chơi Tết 2020. Tết sắp đến rồi, nghe nhạc là sở trường của những anh em chơi audio. Đây gồm có những đôi như sau đây. Nó toàn là bow của Mỹ, và nó đa phần là bow 201. Thì nó có các mã, ở đây tôi bán có mã là CD2, CD3, CD4. Cấu tạo thì nó gần như nhau thôi, và chất âm thì tôi nghĩ nó như nhau. Nó làm khác kiểu cách một chút để cho nó đa dạng về mẫu mã. Tôi đều bán đồng giá là 4,5 triệu một đồng một đôi. 4,5 triệu đồng một đôi các bác nha. Gồm cấu tạo một loa là một bát 16 và một tép ở bên cạnh. Đây là CD2 này, tôi đã bỏ sẵn nắp này. Còn CD4 bên cạnh này. Những cái loại này ấy, thì nếu mà loa 301 thì nó cũng gần giống như này luôn. Nó chỉ là phóng to, phóng to hơn thôi. Và còn có một đôi 2.2 cũng bán 16 và một tép như ở kia, cũng bán giá 4,5 triệu. Còn có một đôi loa nhỏ hơn, đây là 101 bán giá 3,8 triệu. Những đôi to này thì nó thích hợp để hát karaoke nhiều hơn, bởi vì nó to hơn mà. Hoặc là các bác nào hát mà nhẹ nhàng thì những đôi này vô tư, bởi vì nó đều có cấu tạo phân tần trong loa đầy đủ hết. Hát karaoke hay, nghe nhạc hay, xem phim hay, bắt buộc là phải có lời hay. Đấy là cái điều kiện tiên quyết của về âm thanh. Lời nó là cái quan trọng nhất các bác ạ. Nó giống như mà lời mình nói này. Còn nó thêm cái âm bát, âm tép. Đấy là những cái trong một cái giai điệu nhạc thì cái lời nó là quan trọng nhất. Và cái tép và cái bát nó là cái xếp sau đó. Và muốn hay thì phải có thêm lời, thêm tép. Những cái đôi loa này nó rất thích hợp để các bác ghép vào những đôi loa nghe nhạc các bác đang có với mục đích hát karaoke, hoặc là đã có một đôi loa karaoke và ghép để nó tăng thêm lời, thêm tép. Và đây tôi sẽ mở nhạc để các bác cùng nghe. 4,5 triệu đồng một đôi với loa 201. Ở đây thì có rất nhiều loa màu gỗ là của series 2, còn series 4 thì màu đen. Và trong này thì đây có đúng một đôi là series 3 thôi. Series 3 thì nó mặt phẳng, series 4 nó là bass, series 2 thì nó làm kiểu cách một chút. Và tôi sẽ mở to hơn. Giai nhân say sớt nồng bên cạnh tình quân. Người đã thương người xin ai đang sẽ đủ. Tôi quên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà thôi. Tại sao nó gọi là loa lời? Nó vẫn là một cái loa dùng để nghe nhạc hoặc hát karaoke trong phòng nhỏ các bác nhá. Nhưng mà tại là nó nhỏ nên là nó sẽ thiên về lời, nó sẽ không mạnh về bass, về loa nó nhỏ mà. Chứ còn tôi nói các bác, trong một phòng nhỏ giả sử tầm 15m2 phòng kín, các bác dùng hai đôi loa lời này, các bác hát karaoke thao hồ không cần loa gì nữa. Nó cấu tạo thì đều là một bát 16 và gân là gân zin hết, gân vải các bác nhá. Và màng là màng giấy. Đấy, CD4, CD2. Lời của nó cực hay luôn. Tôi sẽ bỏ nhạc đi, tôi sẽ alo. Alo các bác cùng nghe. Alo. Alo. 1 2 3 4. Alo. Alo. Xin chào, Minh Audio Hà Đông xin chào các bác. Alo. 1 2 3 4. Alo. Đây là cái mic mà BMB tôi vẫn bán giá 550.000 một chiếc. Mic hát cực nhạy luôn. Cực hay luôn. Và đang thử vào con Jaguar xịn luôn, 8 triệu đồng. Xin chào, hẹn gặp lại.